Hi, chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bà Đồ Official. Đây là cái linh kiện mà mới đặt ở chỗ anh Hiếu về. Nói chung là cũng không phải mới đặt đâu các bạn, cũng khoảng hơn nửa tháng rồi đó. Tuy nhiên là trong những cái đợt vừa rồi thì cũng hơi bị nhiều việc à, tuy là ít khách nhưng mà cũng hơi bị nhiều việc, nào là làm những cái video cho hai kênh YouTube đó, nên là nó thời gian nó không có nhiều. Và bây giờ là nó chuẩn bị công việc chuẩn bị bắt đầu đã có cái hướng tiến triển tốt hơn, thì bắt đầu mình sẽ đưa ra mình sẽ thay cái máy. Thì đây là những cái linh kiện mà ở chỗ anh Hiếu anh có bán, shop anh Hiếu anh có bán, đây anh cung cấp cho mình đây. Đây gọi là cái trục, đây gọi là trục trục đảo từ này, trục đảo từ. Nói chung là trong bộ phận từ nó có hai cái trục này, một là cái trục đảo ngoài, một cái này cái trục đảo trong này. Cái trục này nó sẽ nằm sát ở với cái cây, nó sẽ đảo đều từ, nó sát nằm ở cái chỗ cái trục cái trục và hút từ á, cái trục 500 từ á. Thì đây là đảo. Thì khi mà nếu mà các bạn thấy cái hiện tượng mà từ cái trục từ nó có tiếng kêu, nó tiếng kêu, ngoài cái tiếng kêu á thì nó sẽ có tất cả các nguyên nhân, ví dụ như là khi mà mấy cái đầu này nè, mấy cái đầu trục này nó bị mòn, nó bị mòn sẽ gây ra hiện tượng là bị lỏng, thì nó sẽ có hiện tượng là nó kêu, hoặc là trong quá trình chạy thì nó bị mòn xong là từ nó sẽ kèm vào, nó sẽ gây cái hiện tượng kêu, nó kêu kít. Thì khi đó các bạn mở cái hộp từ ra, mở cái bụng từ ra thì các bạn sẽ kiểm tra coi thử là mấy cái đầu này nó có bị mòn hay không, cái mòn thì các bạn nên thay. Còn nếu không, chứ không thôi là nó hay bị phá cái mặt bạn lắm. Thì đây là hai cái trục anh Hiếu anh gửi ra cho mình để mình sẽ sử dụng. Đây là cái phố từ nè các anh chị và các bạn, nếu mà chưa biết cái phố từ thì đây là cái gọi là cái phố từ này, cái phố, đây là cái phố từ ha, tức là cái bạc đạn á, cái bạc đạn mà nó để bỏ vào trong mấy cái này nè. Cho bạn xin chỉ các bạn, khi các chị mở phố từ ra thì các chị thấy là đây là cái nó sẽ bỏ vào trong đây, nó sẽ có hai bên, nó khoảng một cái hộp từ nó có bốn cái phố từ thế này, mình gọi là phố từ nhưng mà trong trong cái phố từ nó có bạc đạn, nó có bạc đạn để nó vừa giữ kín cho cái từ nó sẽ không bị tràn xong bị rơi theo cái trục này, và nó có tác dụng là sẽ quay thêm dễ từ. Đây là cái phố từ. Ở trên thị trường nó có rất là nhiều cái phố từ, kể cả Việt Nam có, thì các bạn nếu mà các bạn chưa có kinh nghiệm thì các bạn nên hỏi ở những cái chỗ mà thợ bán máy loại những cái lựa cho mình những cái phố tốt hơn, hoặc là các chị đã có kinh nghiệm rồi thì các anh chị lên những cái trang mạng, các anh chị tìm những cái nhà cung cấp thì họ sẽ có những cái mã nhà sản xuất, thì các anh chị nên chọn cái mã nhà sản xuất tốt hơn một chút, chứ đừng có nhà sản xuất của Việt Nam hay là của Trung Quốc thì nó hơi bị chất lượng không có được hiệu quả. Các bạn thay vào mới đầu thì các bạn cũng sẽ thấy nó sẽ không có gì gọi là cái vấn đề xài không được, nhưng mà xài có một thời gian rất là ngắn thôi nó sẽ có cái hiện tượng ví dụ kêu, hoặc là nó mà sẽ mau nó bị hỏng. Cái đó là khi chọn, đối với chọn tất cả các linh kiện mà mình sử dụng thì mình nghĩ khuyên các chị và các bạn nên chọn những cái đồ tốt hơn một chút để cho chúng ta ít có bị trục trặc về máy ha. Thì tiền nào của đó thôi, nếu các anh chị xài đồ hàng dởm thì nó sẽ ấy lên. Còn đây là cái mấu chốt nè, mình muốn chia sẻ ở video này, đó là cái ống nối. Đây là cái ống nối từ phần rum ha, ống nối từ cái phần mà mực thải của rum á, sau khi nó quét xong nó bỏ trong đó, nó sẽ đẩy ra cái lò xo. Thì ở đây nó cái chỗ đó nó lâu ngày nó sẽ bị, một là do cái mực nó đóng bị cứng, các anh chị dùng cái cây gì đó các anh chị nảy mà vô tình các anh chị nảy trúng cái đầu nhô ra, nó bị gãy đi hoặc là bị mẻ đi, thì nó sẽ gây ra hiện tượng nổ mực, nó sẽ gây ra hiện tượng nổ mực. Do đó là hoặc là sau lâu ngày thì máy sử dụng nó là hiện tượng là nó là mũ giòn, nên là khi đụng nhẹ nó cũng bị mẻ nữa, do đó nó hay dễ bị đổ mực ở phía dưới chỗ đó, nên do đó có khi là gãy hết cái máy của mình, nó bị gãy hết, nên mình nãy giờ
anh Hiếu anh cung cấp cho mình thêm một cái đầu nối nữa. Thì chắc là mình sẽ thay vào trong máy ha. Còn đây là anh gửi cho mình thêm cái nhông xéo, đây là nhông xéo của máy, nhông xéo bộ nhông xéo của ống mà thôi. Thì đây là toàn bộ tất cả nhông, bây giờ mình sẽ đưa xét lại cho tất cả các bạn coi ha. Này, đây là phốt từ nha, đây là phốt từ nè, các anh chị thấy cái hình dạng của phốt từ chưa, đây là phốt từ ha. Còn đây là nhông xéo nè, nhông xéo của cái ống bật hồi, nhông xéo. Còn đây là đầu nối giữa ống bật hồi với lại phần trong rum ra, thì bây giờ mình sẽ nối lại ha. Cái máy cái bộ phận khum rum lâu ngày á, các anh chị và các bạn mà chạy á, hoặc là trong quá trình làm á, thì đôi khi nó hay đóng cục ở đây nè, các anh chị dùng ấy, các anh chị dùng cái vật nhỏ chứ các anh chị khư ra, thì trong quá trình khư nhiều lúc không cẩn thận nó sẽ bị hư cái đầu nhô ra của cái phần mực thải của rum về lại ống mực hồi, nó đưa lên tái lọc lại tái sử dụng và đưa cái phần nào nó tái sử dụng được thì nó sẽ tái sử dụng, còn những phần nào không tái sử dụng được thì nó sẽ bỏ qua bên chỗ cái phần của cái bình mực thải ha. Thì đây là cái đầu nối thôi, các chị thấy cái đầu nối ha, nó có một khúc vậy thôi. Thì ở đây cái đầu nối này á, một phần á, một cái thì nó sẽ đưa vào đây, một cái á, một đầu này nè, cái đầu ấy nó sẽ đưa vào trong cái của ống điếu này ha. Còn cái đầu nhỏ này nè, các chị thấy không, khi mà gắn vào thì nó như thế này ha, gắn vào như thế này thì một cái đầu nhỏ này nó sẽ đưa thẳng vào trong cái khum rum này luôn ha, trong khum rum này. Rồi bây giờ nói về cái vấn đề cái ống điếu này giữa hai cái cặp nhông xéo của ống mật hồi, thì có nhiều anh chị hỏi là tại lý do tại sao mà khi mình thay hai cái nhông vào nó hay bị trượt. Nó có nguyên nhân chủ yếu là do ở trong, các anh chị sẽ thấy để ở trong phần này, ở dưới cái phần trong cái bộ phận nhông xéo ở trong khung rum á, thì nó sẽ có một cái phốt, nó có một cái phốt màu vàng. Nếu mà các anh chị cầm á, mà các anh chị lắc ha, các anh chị lắc thế này nè, mà cái phốt này nó bị lỏng nhiều quá là do cái phốt nó giữa hai cái phốt giữa cái ống nó bị rơ. Thì khi mà các anh chị thay hai cái nhông của nó cùng vào á, thì nó sẽ có cái độ rơ, nó không có bám sát như vậy được. Nên do đó là các anh chị và các bạn, khi đó các anh chị các bạn nên thử là mua một cái nhông tiện. Đây là cái nhông tiện nha, đây là cái nhông tiện, đây là các anh chị thấy nhông tiện không à. Và đây là một cái nhông rinh à, các anh chị thấy hai cái nó về kích cỡ thì cái nhông tiện nó có thể nó dài hơn nè à. Về kích cỡ thì cái nhông tiện nó có thể là nó dài hơn một chút. Thì khi mà giữa hai cái nhông rinh đó, nó sẽ không có cho trơn tru được do nó bị trượt, là do cái phốt nó bị khi trong quá trình chạy nó đẩy cái phốt lên ha, nó đẩy cái nhông ở trong cái khum rum này nè, thì do cái phốt nó bị lỏng thì do nó đẩy lên nó sẽ gây ra hiện tượng bị trượt. Do đó các anh chị sẽ thay một cái nhông nhỏ này và một cái nhông tiện thì để cho nó có cái độ bám dính nó tốt hơn ha. Thì đó là cái nguyên nhân, là lý do tại sao mà mình thay hai cái nhông cùng một chiều, hoặc là nhông mình hay gọi là nhông rinh, thì nó lại bị chạy hiện tượng nó bị trượt và nó bị cấn ha. Các anh chị nên thử nhiều cách, có thể là trong lúc đó, các anh chị phải cần luôn thử hai cái nhông tiện luôn thì nó chạy mới ok nha. Do đó là khi mà máy móc có vấn đề gì hoặc là chỗ này có vấn đề gì thì các anh chị nên thử bằng nhiều cách ha. Chứ chúng ta không phải là, đối với những cái linh kiện các anh chị không phải mua về trên mạng hoặc là các anh chị mua ở nhà cung cấp về là các anh chị sử dụng được đâu à, có thể là do nhiều lúc là có thể là do lỗi, hoặc là do nhiều lúc là như nãy mình nói đó, là do cái bộ phận của mình nó bị mòn, nó bị trơn nè. Ví dụ trong quá trình chạy cái bình thường thì nó dài, trong quá trình chạy cái nó nảy lên vậy thì do đó hai cái nhông nó không bám được. Do đó bây giờ mình sẽ thay, mình cũng có hiện tượng này. Bây giờ ở trong đây là mình đã thay một cái nhông, cái này là một cái nhông nhông tiện rồi nha. Thì ở đây là mình có một cái nhông rinh của nó mình đã bỏ vào rồi, thì bây giờ mình sẽ bỏ cái ống nối vào trong đây nè.
ha, và mình sẽ đưa vào. Đây, sau khi các anh chị gắn vào nè, các anh chị sẽ thấy nó có hiện nó có y vậy ha, y như cái như trong cái lúc trước mà cái bộ mà cái trong cái khum rum của nó nè, y vậy ha. Thì bây giờ mình chỉ bỏ cái ống điếu này nè, các anh chị bỏ vào thôi là nó sẽ khớp thôi. Đây, khi các anh chị bỏ vào thì nó vừa khít, nó phải vừa khít, nó đảm bảo là mực nó sẽ không đổ ra đây. Với lại trong quá trình mà lúc mà các anh chị lắp vào, lắp cái ống điếu vào, các anh chị chú ý thế này, cái ống điếu đôi khi nó lâu ngày nó bị trơn như này. Đây này, các anh thấy cái ống điếu nó hơi bị cong không? Ha, nó hơi bị cong nha, nó hơi bị cong. Nó có cái nắp, nó có khoe chỗ này nè. Đây, thì khi các anh chị bỏ vào, các anh chị thứ nhất là các anh chị bỏ vào đã. Ha, thì các anh chị phải dùng cái thao tác một chút xíu thôi ha. Thì các anh chị dùng cái này ha, các anh chị giống như là mình đẩy giữa cái khớp đó, mình đẩy lên một chút, mình đẩy lên vậy nè ha, mình đẩy lên vậy, mục đích là để cho cái đầu này nó hơi chúi xuống một chút để cho nó bám sát vào trong cái nhông này. Rồi nó bung ra, nó bị đổ dơ. Thật ra những cái nhựa này nó chỉ làm cho nó đẹp cái máy thôi, chứ còn nếu mà các anh chị và các bạn mà chạy á, các anh chị để cái cửa nắp máy ra thì nó rất là mát là máy. Mà đều cái nó bù lại là nó có cái nhược điểm là nó có tiếng ồn thôi. Các anh chị thấy bây giờ nó chạy nó hơi kì kẹt kẹt đúng không? À, nó có hiện tượng nó kẹt như vậy này. Là do giữa hai cái nhông nó không đều. Thì bây giờ mình sẽ làm lại nha. Rồi, bây giờ mình sẽ thay lại con nhông khác. Các bạn thấy hồi nãy là giữa một con nhông tiện với một con nhông rinh nó cũng vẫn kêu đúng không? Bây giờ mình sẽ thay là con nhông tiện luôn. Thì các bạn chú ý đây là khi mà các bạn lấy ra thì các bạn coi thử trong cái đầu ống điếu này nó có một cái phốt nè, nó có một cái phốt để nó giữ cái trục này nè đó, các bạn xoay xoay cái này, các bạn coi thử nó có nhẹ hay không. Nhiều lúc là cái do cái bạc đạn này nó bị cứng thì nó sẽ làm cứng nhắc cái này luôn, là do đó là cái nó không có quay được, nó sẽ gây ra hiện tượng kêu, nó sẽ gây ra hiện tượng hư nhông đó nè.
khi mà thay cái con nhông xéo vào rồi, các bạn sẽ xoay xoay cái ống bực hồi, xoay cái lò xo cho ống bực hồi. Nếu mà cái lò xo cho ống bực hồi nó xoay nhẹ, nó không có khựng hay là cái gì đó thì các bạn bỏ vào. Bây giờ mình sẽ test cái nhông bực hồi này nha. Các bạn sử dụng ly mod, các bạn bấm 107, các bạn giữ ly stop ha, và copy USB, các bạn dùng lệnh là 5804028, rồi các bạn bấm on. Đôi khi nó vẫn kêu nha, hồi nãy các bạn thấy là nó tiếp tục nó kêu đúng không? Tháo ra tiếp, mình làm tiếp. Bây giờ mình sẽ thay lại, bây giờ mình sẽ đổi lại là ở phía dưới ha, ở phía dưới nhà mình sẽ đổi là nhông rinh. Đây là con nhông tiện ha, nó vẫn chạy, nó mình thử. Bây giờ mình sẽ đổi tiếp con nhông rinh vào, mình sẽ đổi lại con nhông rinh vào ha, cho nó chịu. Cái này khi mà chúng ta làm hết cách rồi, đổ qua đổ lại hai cái nhông, chúng ta thử tiện đổi hai cái nhông, giữa hai cái nhông trong rinh với nhau nó vẫn không có thấy được. Bây giờ chỉ còn một cách là chúng ta phải thay cái phốt nhông ở trong đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở cái khung rinh ra, bây giờ chúng ta sẽ thay cái phốt nhông xéo trong khung rinh nha. Tháo cái cục rum như thế nào thì các anh chị và các bạn cứ vào trong cái kênh của mình Bado Official, các chị vào trong cái mục chia sẻ kinh nghiệm của tôi nắng ha, thì nó có những cái video các chị xem trong đó, nó có cái video chia sẻ về cách tháo cục rum, tháo bộ phận từ đó, thì các chị cứ vào trong đó các chị xem, các chị thao tác. Không.
tháo cái lưới cầu áp ra, chúng ta để một bên. Nếu các chị nào mà mới nha, mới thì các anh chị tháo luôn cái bộ, tháo luôn cái bộ phận từ đây, để các anh chị khi mà các anh chị rút cái rum ra, các anh chị nó không bị sút rum, bị sút rum. Còn khi mà mình quen rồi thì mình chỉ đẩy cái hộp từ qua bên đây là mình kéo ra. Còn các anh chị không ấy thì các anh chị phải lấy hộp từ ra để mà thao tác nó dễ. Sau đó chúng ta kéo ra thế này. Các anh chị lấy, các anh chị tháo cái rum, các anh chị để cẩn thận vào một bên để chúng ta thay cái phốt. Đây là cái phốt rồi các bạn, nãy giờ đi kiếm quá trời luôn, tưởng đâu để lạc ở đâu rồi, nhưng mà để trong nó trộn với trong mấy cái nhông á. Thì cái phốt này á thì của nó là nó làm cái bạc đạn ở đây nè, nó làm cái bạc đạn đây, nó không giống như cái phốt rin của nó. Đây, các anh chị thấy nè, các anh chị để khi các anh chị cầm thì các anh chị lắc nè, các anh chị lắc mà thấy cái này nó sụp sịch nè, nó sụp sịch nhiều quá là do cái phốt này nó bị mòn. Giờ đó chúng ta phải thay cái phốt này thì để cho khi mà nó chạy cái nhông á, nó không có bị hư. Do đó mình sẽ thay cái phốt ha. Với lại ở đây là mình sẽ kiểm tra vừa cái phốt này mà nó vừa phá luôn cái nhông trong đây nè. Do đó bây giờ mình sẽ tháo cái mặt nạ này ra luôn, mình sẽ kiểm tra hết. Do đó là khi mà cái máy á, nó có kêu những cái vấn đề gì thì các anh chị bắt buộc phải kiểm tra một lần sơ qua cho nó, để cho nó coi thử nó có phải là nó bị nhông hay nó bị cái gì. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái mặt nạ này ra. Bây giờ mở mặt nạ này ra nó cũng đơn giản thôi. Tất cả các bạn, các anh chị, thứ nhất là các anh chị tháo cái nút này ra nè. Tháo cái cây chốt, cái lò xo này ra nè. Cái lò xo mà gắn, cái lò xo nhỏ gắn đây. Các anh chị tháo ra, để các anh chị tháo cái phần... Đây, tháo chốt này ra nha. Thì ở đây nó có 1, 2, 3, 4, 5 và 6. 6 con ốc, 5 con ốc và nó dính ở trong cái phần con rum. Chúng ta sẽ mở, các anh chị khi mở, các anh chị chú ý là chúng ta sẽ mở nhẹ nhàng thôi, tại đa số là đây là còn là nhựa cứng không, nó rất dễ bị giòn và nó hay dễ bị phá mấy cái tua ốc. Thì do đó là các anh chị lên là hết sức nhẹ nhàng. Cái con rum này nếu mà ở thị trường hiện tại bây giờ thì nó nằm khoảng 4 triệu nha các anh cho chị ha. Giá thành nó rất là cao nên các anh chị làm hết sức cẩn thận. Nên có nhiều người nói là ngành nghề photo là bỏ tiền chẳng ra lấy tiền lẻ là vậy đó các bạn. Các anh chị khi mà tất cả các bạn và các anh chị khi mà mở ra đúng không? Các anh chị mở ra thì một cái tiệm photo hiện tại bây giờ nếu các anh chị có bèo lắm, tệ lắm, xác suất đầu tiên không phải mất hết khoảng 70 triệu, 5 đến 70 triệu rồi. Các anh chị thấy một số tiền không phải là nhỏ. Rồi bây giờ ở đây nó còn một con ốc nữa, chúng ta sẽ mở những ốc nhỏ này ra nè. Các anh chị nhìn là các anh chị sẽ thấy là có những con ốc nó cố định cái mặt nạ này vào ha. Bây giờ sau đây kia, sau khi ấy xong rồi, các anh chị tháo ra. Đây nè, lụa dây qua đây, chị tháo ra, đây là cái mặt nạ. Bây giờ trước tiên là mình sẽ khắc phục cái nhông trong đây nè. Bây giờ mình sẽ tháo cái nhông này ra. Ở đây nó có chốt lên đó thì các anh chị cứ tháo ra thôi. Đây nè. Các anh chị thấy không, cái nhông này nó bị hư nè. Nên cái phần hồi nãy á, là do là cái nhông này nó bị hư nên nó sẽ có tiếng kêu đó, nó sẽ chạy, nó có tiếng kêu đó à. Nhưng mà sẵn dịp đây cái phốt này nó cũng bị lỏng rồi nè, các anh chị thấy nó lắc nó bị xịt nè. Bây giờ để chế độ ngay, các anh chị thấy không? À, các anh chị thấy không, lắc nó bị xịt. Thông thường của nó là nó rất là bót, nó bót nó không có xịt. Thì khi mà xịt nhẹ thì các anh chị sẽ thấy là nè. Ha, các anh chị thấy không? Cái xịt nhẹ thì nó sẽ dễ bị phá nhông, do đó là các anh chị thứ nhất là các anh chị sẽ thay. Bây giờ kiểm tra cái nhông này. Dòng này nó bị tu.
đây là hai cái trong của hai thay thế hai cái nhông hồi nãy bị gãy nè, bị đứt. Tuy nhiên là cái nhông này nó sẽ không có cái chốt, nó sẽ không có chốt như thế này ha, nó trơn trui thế này. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng hai cái khoe nhỏ này nè để mình làm vào ha. Những cái khoe này rất quan trọng nha, những lúc kiếm không có rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái này ra, mình sẽ tháo con ốc này ra, mình thay cái lấy cái phốt này ra nha. Các anh chị thấy hồi nãy chỉ có một cái tiếng kêu rắc, nhưng mà thay đồ rất là nhiều đúng không, rất là nhiều công đoạn để mình kiểm tra. Bây giờ cái phốt này là cái phốt đồng, bây giờ mình sẽ bỏ vào một bên này. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào cái đầu này, mình sẽ gắn vậy nè ha. Cái đầu bạc đạn sẽ đưa ra ngoài. Đây, giờ mình sẽ gắn vào vậy. Rồi sau đó các anh chị ha, sau đó các anh chị sẽ bỏ cái con nhông ở phía trong vô trước. Đây, bỏ con nhông phía trong vô trước này. Thật ra hồi nãy là mình đi kiếm con nhông, nhưng mà thật ra nó đã hết nhông rồi, thì mình phải lấy lại con nhông của trong cái khung rung của mấy 2025 á, thì nó cũng cùng một dòng, thì nên là nó sẽ thay vào được. Nên do đó là những ở tất cả các video nào mà nói về vấn đề về máy móc và mua máy, thì mình khuyên các bạn nên là mua lần hai máy là như vậy á, hai máy giống nhau cùng một chủng loại hoặc là tương tự với nhau thì mình có thể là mình thay vào rất là ok nha. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ đưa cái này nè, các anh chị bỏ thử vào trong cái phốt này nha. Các anh chị thì bây giờ các anh chị lắc ha, nó không sụt sịch luôn ha, nó vừa chừng nào mà, nhưng mà cái này nó đang là nó có cái bạc đạn nên là nó thuận tiện cho mình là như vậy ha. Bây giờ nó vừa, nó không sụt sịch luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ đưa thử cái con nhông này vào tiếp, mình sẽ đưa vào phía sau trước để mình coi thử là con nhông nó có bị cấn bị gì không ha. Thì đây ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái khoe qua. Ồ, cái khoe này hơi lớn rồi. Ra cái khoe này nó đã rất là nhỏ rồi, nhưng mà cái này nó còn nhỏ hơn cái khoe nữa. Thông thường thì cái nhông nào nổi hồi nãy của nó nè, anh chị thấy nó hơi bị cấn ngay chỗ những cái phần này nè. Mình đó thì nó sẽ có cái chốt như thế này, khi mà bỏ vào á, thì nó sẽ khớp với nhau ngay nè, anh chị thấy không? Khi bỏ vào cái là cái đầu nóc này nè là nó nằm chắc trong đây luôn nè. Còn cái con nhông này mình phải bóp cái khoe này lại cho nó thật nhỏ ha.
chỉ phải bớt cái khoe này nhỏ lại. Tuy nhiên là mình nó cũng chưa, mình cũng chưa ưng ý lắm, nhưng mà bây giờ là tạm thời mình sẽ đưa loại giày. Còn đối với mình khuyên tất cả các bạn, khi mà đi mua những cái nhông này, cái con nhông này thì các bạn nên mua cái nhông mà nó có cái chốt như thế này. Đây, nó có cái chốt, nó có cái chốt nhựa ở trên luôn ha. Khi mình đưa vào thì nó sẽ có cái chốt nhựa, nó sẽ giữ lại luôn. Bây giờ mình không có thì bây giờ mình bắt buộc phải làm cái khoen này thôi. Mình làm sao cái con ốc này nó không có chạy ra là được. Rồi sau khi ấy xong mình sẽ lắp vào. Anh chị đưa cái con cái dây này nè vào trong cái lỗ này nha. Chúng ta đưa qua cái lỗ này lại, chúng thôi là chập nữa là chúng ta sẽ không khó gắn lắm. Rồi. Đây chúng ta đưa vô cái lỗ này ha. Giờ mình sẽ gắn hết, mình sẽ cho mấy con ốc này gắn lại cái mặt nạ này ha. Các anh chị gắn mấy con ốc này, các anh chị dặn vừa tay thôi. Tại đây là nó là đa số là dựa giòn hết, nên khi các anh chị mà các anh chị làm mà nó hơi quá tay một chút đó là nó sẽ bị tuột, nó sẽ bị tuột răng liền. Khi các anh chị bỏ xong thì các anh chị ra phía sau nè, ở phía sau các anh chị nắm cái mấy cái nhông phía sau đó, các anh chị quay thử là cái nhông phía trước nó có đều chưa. Bây giờ mình đã thấy cái nhông phía trước nó đã chạy không còn một ok rồi. Nếu mà khi mà mình thay vào mình quay á, mà cảm thấy hai cái nhông này nó khựng khựng thì mình sẽ kiểm tra lại ngay ha. Rồi bây giờ tiếp đến sẽ bỏ cái này vào lại nè. Đó, mình gắn cái lò xo vào lại. Như vậy là mình tay xong cái phần của cái phốt nhông xéo trong rum nha. Rồi bây giờ mình sẽ, đối với các bạn nếu mà cảm thấy mà cái khung rum nó bị dơ hoặc là cái rum mà nó bị dơ thì mình cần vệ sinh, thì các bạn làm luôn thao tác này luôn bây giờ ha. Còn nếu mà các bạn cảm thấy mà nó cái rum nó ok rồi, không cần vệ sinh nữa thì chúng ta khỏi vệ sinh, chúng ta lắp vào thôi. Sau khi ấy xong mình bỏ cái rum vào để mình kiểm tra lại coi thử là cái bộ nhông xéo nó còn kêu hay không nha. Rồi tiếp đến rồi chúng ta đưa hộp từ vào, đưa hộp từ vào, các chị các bạn nhớ là gắn hai cái chút điện lại.
Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái ống hiếu vào ha. Ống phục hồi vào đây. Rồi bây giờ các chị và các bạn, thấy bây giờ cái dòng nó đã chạy ổn định rồi không? Tức là cái máy của mình nó đang gặp hiện trạng là do hai cái ngon dòng phía sau của cái mặt nạ này, mặt nạ râm này nó bị hư, cộng thêm là do cái phốt dòng xéo của cung râm nó bị mòn, do đó nó sẽ gây ra hiện tượng kêu. Rồi đó bây giờ mình đã thay xong cái tình trạng này thì nó đã hết. Rồi như vậy là những cái nhận định khi mà máy nó bị khựng cái nhông của ống bực hồi. Đây là gọi là nhông của ống bực hồi, hay là mình gọi là hai con nhông xéo. Thì thợ nó sẽ biết, thì thợ biết là khi mà mình lấy đồ á, thì mình lấy đồ của thợ thì mình kêu đây là hai con nhông xéo ở cái ống bực hồi, là thợ biết họ sẽ lấy cho mình ha. Thì khi mà cái máy nó có những cái vấn đề như trên, như hiện trạng như trên, hoặc là những cái vấn đề là như tình trạng của máy mình, thì các anh chị sau khi xem hết video này thì các anh chị chú ý cho mình những điểm. Thứ nhất là khi mà kêu thì các anh chị là nên là tháo ra, các anh chị kiểm tra thứ nhất là ống bực hồi, quay thử cái lò xo trong ống bực hồi nó có nhẹ nhàng hay không, hay là do nó cứng, hay là do những cái phốt đầu của ống bực hồi nó bị, cái bạc đẻ nó bị đơ, nó bị cứng, nó sẽ gây ra hiện tượng là nó sẽ quay rất là nặng, nó sẽ gây ra tiếng kêu. Hai là do hai con nhông xéo này nó bị cái bánh răng của nó bị lâu ngày nó chạy, nó bị bể hoặc là bị đứt. Cái thứ ba là do hai con nhông phía sau nó bị bể, như hồi nãy là cái máy của mình gặp đó, thì nó sẽ gây ra hiện tượng kêu, mình sẽ kiểm tra luôn. Thứ tư là mình sẽ kiểm tra cái phốt của cái mặt nạ của cái nhông xéo trong cung râm. Còn khi mà các anh chị các bạn mà kiểm tra hết cái này, nó vẫn có tiếng kêu ở trong máy, nhưng mà những cái bộ phận trước này nó vẫn hoạt động ổn định, thì do là những cái bạc đạn ở phía sau cung râm thì nó có một số cái nó bị hư bánh răng, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thay. Thì đó là toàn bộ quá trình để nhận định tiếng thay cái bánh nhông xéo của ống mực hồi trong cung râm, và cái cách chẩn đoán bệnh như những cái thao tác được rồi mình làm. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc ha. Nếu các anh chị và các bạn cảm thấy video này có hữu ích thì các anh chị đừng quên để lại một like để ủng hộ tinh thần cho video, và nhớ share video này để cho mọi người cùng theo dõi. Nếu các anh chị và các bạn vừa ghé vào kênh Pado Official thì đừng quên bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển, và nhấn vào biểu tượng quả chuông khi mình chia sẻ những video mới lên, thì tất cả các anh chị và các bạn có thể theo dõi được những video chia sẻ của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị có một ngày nghỉ thật là vui vẻ bên gia đình và làm ăn ngày càng phát đạt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị. Bye bye.